Đây là âm thanh quen thuộc và mình ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là những chậu hành sau một tuần, đúng một tuần mình trồng nha. Khi mà lựa hành trồng thì mọi người nên lựa cái hành mà như thế này nè. Cái cổ to và cái thân từ gốc lên tới thân này này nó không quá là dài nha. Thì chúng ta trồng nó sẽ không có bị quá lêu nghêu và độ ngả đổ á. Một bó này thì chắc cỡ 1 ký á, 20.000 mà rất là nhiều luôn. Mọi người trồng được khoảng chắc phải chia ra cả chục chậu cũng được ấy. Mình sẽ đem đi trồng hành từ gốc nha. Trồng hành từ gốc thì nó sẽ bền hơn từ củ rất là nhiều, và chúng ta cứ tỉa lá ăn dần và sẽ được rất là lâu đấy. Chúng ta sẽ tỉa bớt gốc này, tỉa bớt cái lá trên và đem trồng xuống nha. Cái này nó cái lá trên nó ngắn, nếu mà không tỉa chúng ta trồng luôn cũng được. Mình nghĩ là chắc cái hành này mình sẽ không cần cắt cái đoạn lá phía trên đâu, mình sẽ trồng luôn nha. Hành mình không có chỗ nào đất thì chỉ có là các loại giá thể là phân bò này, cho cháu này, đất dinh dưỡng nó sẽ có cho cháu ở trong này, có chỗ mà nó hơi ít cháu cho nên mình sẽ chọn thêm cháu nhé. Ở đây mình có thêm là bã cà phê nha. Rồi chúng ta sẽ trộn đều tất cả lên với nhau này. Hành nó không ưa ngập nước cho nên là cái giá thể mà trồng hành thì nó phải nhanh dễ thoát nước nha cả nhà. Cho nên chúng ta sẽ trộn tất cả những cái loại mà mau thoát nước như thế này. Sau khi trộn xong thì mình sẽ dùng một cái rổ để mình rây những cái hạt phân, hạt đất to ra. Và trong cái thời gian mà chờ đất nghỉ thì mình sẽ đem hành đi cắt bớt rễ đi nha. Mấy cái rễ này thì nó đã là cái rễ nó khô rồi, nó chết, nó sẽ không có sử dụng lại được cái rễ này đâu. Cho nên là mọi người có thể cắt sát, cắt trụi đi cũng được, hoặc là cắt chừa lại một ít như mình. Sau đó thì mọi người tước hết tất cả những cái bẹ lá mà già khô bỏ đi, để cho nó lòi những cái phần gốc mà sát cái phần gốc ra, để cho nó cái rễ nó mau mọc ra nha. Và cái hành này nó ngắn cho nên là mình sẽ không cái cắt ngang đầu, vẫn giữ nguyên cái lá này. Đây, và đây là toàn bộ số hành sau khi chúng ta bóc. Mình bóc được nha. Và bây giờ mình sẽ đem đi trồng vào trong chậu này. Trồng thì chúng ta trồng cạn thôi, không cần trồng sâu đâu, chỉ cần qua cái thép cái cổ này là đủ. Đè lên tay, đè xuống cho cái gốc này nó chắc. Với số lượng hành như thế này thì chúng ta có thể trồng thưa ra thành 10 chậu được, nhưng mà mình không có đất, có ít đất thôi cho nên mình chỉ trồng được khoảng 5 chậu và mình trồng nó dày nha. Và cứ như vậy lần lượt thì mình sẽ trồng hết 5 cái chậu này. Sau khi trồng thì mọi người sẽ dùng lấy giấy báo cuốn lại để giữ cho cái lá hành làm sao nó tươi tối đa nhất có thể, để mà cái lá hành này nó sẽ thành cái lá mà nó phát triển luôn, chứ không phải là cái lá này nó vàng úa hết đi thì nó sẽ hư hết và nó phải mà lọc mỏng cái lá mới thì nó rất là lâu. Cho nên mình sẽ tận dụng cái lá này, nó sẽ là cái lá của cây hành luôn. Khi mà sau 3 ngày chúng ta sẽ mở cái báo ra và cho cây nó phát triển quang hợp nha. Còn 3 ngày đầu do là nó chưa có rễ cho nên mình sẽ sử dụng giấy báo cuốn lại để cho hạn chế cái lá hành nó thoát nước và nó bị khô nha. Và sau khi trồng xong thì do cái bộ rễ nó chưa có hút nước cho nên mình sẽ sử dụng giấy báo mình bọc cái phần lá lại. Tại vì bây giờ mình đang muốn giữ cái phần lá này để cho nó tốt và nó phát triển, nó sống luôn, chứ không muốn là nó sẽ bị vàng lá và phải thay cái đợt lá mới. Cho nên mình sẽ phải bọc dùng giấy báo nha, bọc kín cái phần lá này, phần chậu lại để cho nó đỡ bị mất nước và cái cây nó sẽ giữ được luôn, nó sống luôn những cái lá này luôn. Mình sẽ bọc hết lại và mang vào để chỗ mát trong khoảng 3 ngày nha cả nhà.
Đó, mang ở chỗ mát để 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta sẽ mình bọc lần lượt hết cả 5 chậu này lại nha. Và sau khi bọc xong thì chúng ta bỏ vào chỗ mát, sau 3 ngày chúng ta lấy ra xem nó như thế nào nha. Và đây là những cái chậu hành sau 3 ngày mình bọc giấy báo thì cái lá của nó cũng bị vàng nha, cũng bị vàng. Nhưng mà nó không bị vàng hết đâu, mà nó sẽ bị vàng ở ngoài và cái rễ bắt đầu mọc rồi, mọi người thấy không? Hầu như chậu nào là cũng có rễ trắng mọc hết ra rồi. Đây mình sẽ nhổ cho mọi người xem. Đó, tất cả đều có rễ trắng. Thì lúc này cây nó đã có khả năng hút nước được rồi. Thì mình sẽ mở cái lá ra và đưa ra chỗ ánh sáng để cho cây nó lấy lá quang hợp nha. Và trong đồng thời thì chúng ta sẽ tỉa bớt những cái lá vàng này đi. Tỉa bớt những cái đó rễ này, rễ quá trời luôn. Đó, chúng ta sẽ tỉa bớt những cái lá úa nó vàng ở ngoài này đi và mang ra chỗ nắng được rồi. Sau đó thì chúng ta vẫn tưới tắm đều. Mà trong cái 3 ngày thì kia thì mọi người cuốn giấy báo nhưng mà vẫn tưới nước đầy đủ nha, để cho cây nó có nước nó đủ ẩm đó. Chứ không phải là 3 ngày mọi người để khô đó đâu, mà chúng ta vẫn tưới nước như với cây bình thường, chỉ có là đưa vào chỗ mát và bọc giấy báo lại thôi. Sau đó thì chúng ta cứ tỉa những cái lá vàng úa này đi, có thể cắt bớt cái ngọn lá trên này đi và chăm sóc nó như cây bình thường được rồi nha. Và đây là 5 chậu hành của mình sau 5 ngày trồng nha. Mình đã tỉa hết những cái lá vàng rồi và bây giờ thì cây đã chắc chắn sống, có rễ rất là nhiều rễ rồi. Đây là những cái mà mình mới tỉa xong đấy. Những cái lá vàng mình tỉa bớt đi và đưa những cái chậu này ra chỗ nhiều nắng nhất có thể nha. Bây giờ thì cây nó cần quang hợp và cần phân bón, nó có rễ rồi thì mình sẽ bón thêm phân. Ví dụ như là mọi người có thể là như mình là đang pha phân rơi là mình tưới này, rồi tưới bằng nước rác nhà bếp nè. Đó là những loại phân hữu cơ do chồng ăn, cho nên là mình sẽ bón toàn phân hữu cơ thôi. Và đây là những cái chậu hành sau 1 tuần mình trồng nha. Những cây hành đã bắt đầu có rất là nhiều rễ rồi, cây bắt đầu cứng cáp xanh tốt rồi. Bây giờ mình sẽ chăm sóc, bón phân, tưới tắm hàng ngày để có được những chậu hành mà thu hoạch lâu dài á, thì mọi người nhớ là tỉa lá ăn dần nha. Và 2 tháng sau mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha.